Xin chào tất cả anh em. Hiện tại trong bonsai đang ở vườn cây của anh Tân Phạm. Sáng nay anh giao cho một vị đại tá về hưu một cây hút sữa có đường kính rất là khủng khiếp. Tôi quay gần lại cho anh em xem này. Một trong những cây vú sữa cao nhất vườn anh Tân, hơn 8 mét. Đấy nha, do một nhà vườn của một ông đại tá về hưu này, ông rất thích cây vú sữa này nên là đã giao dịch tại vườn anh Tân. Giá cả không biết là ra sao nhỉ. Đấy nha, hỗ trợ anh Tân cẩu đi là có anh Hai ở ngoài Lai Thành này, Kim Sơn này, một trong những hot boy là đã cùng theo anh em chúng tôi đến nhà Xuân Bắc rồi nha. Đấy nha, đặc biệt là có thợ cả Thanh này, hôm nay cũng bỏ đánh lũ cá xong để hoàn thành cây này chuyển cho khách. Cây này vanh to nhỉ anh nhỉ? Vanh 130. Vanh 130 nhá. Cao khoảng tầm 8 mét anh. Loại này vú sữa gì đây? Cái này vú sữa quả trắng, quả to lắm. À, quả to như bát à? Này quả trắng à? Nó có mấy loại à? Này, quả trắng ăn ngon hơn là quả tía. À vâng. Nó chưa có này cả. Thấy nha. Giống của xa xưa. Rất hay. Hôm nay các anh chuyển một cây là mấy cây vậy anh? Chuyển hai cây cho đại gia nha các bạn nhá. Cây ổi to gần bằng cây mới đấy nhỉ. À. Đây là chuyển cho khách không mang về. Vậy là giao dịch luôn à? Quá là đẹp rồi đúng không? Các anh đào từ mấy giờ mà đã đào xong tác phẩm này nhanh vậy? Tôi vừa ăn xong bát bún rồi thấy các anh đào xong rồi. Quay em một tí phải 4 phần. Đúng là bây giờ cây to chỉ có đại gia mới sở hữu được nha các bạn nha. Trong dân bây giờ rất hiếm. Với những cây vú sữa mà thân thế như thế này thì chắc phải vài chục năm rồi. Hiện nay anh em chiêm ngưỡng cây khế nhá. Một trong những cây khế chua rất là đẹp, quái. Cây khế chua này thì giá hợp lý thôi. Anh em cứ liên lạc với anh Tân nhá. Còn mình quay cho anh em xem điểm nhấn của cây khế này. Mầm ra rất nhiều. Cái này mang về vườn được 2 tháng rồi. Quả nữa nha. Đó. Mầm ra đâu là quả đấy này. Quá thành công. Hiện tại là cây vú sữa này các bạn nhá, đã được đưa lên này. Bộ tàn bờ trên này. Tiền bồ tí nhá. Anh ơi, có thể cho anh em tham khảo cái cây này chốt đi bao nhiêu tiền không? Cho anh em bên ngoài người ta còn tham khảo vườn mình không? Tham khảo giá cái này cũng rẻ mà đến. Đây, xuất ra cho anh em chưa đến 20 triệu không? Chưa đến 20 triệu nhá.
các bạn nhá. Thì không biết là mười mấy triệu, 19 triệu cũng là gần 20 rồi. Đó nhá. Tại vườn Tân Phạm này, không phải cây nào cũng đắt đâu nha các bạn nhá. Nó tùy từng cây thân thế này. Những cây này anh bảo chưa đến 20 triệu, còn cái giá bao nhiêu thì tí tôi sẽ hỏi sau. Chưa đến 20 triệu đã có một cây vú sữa này. Anh ôm luôn vào người kìa. Cây này to hơn người ông Tân. Đó nha. Mày đường có khỏe không? Hay là về lấy cưa? Đưa đoạn nào? Sẵn đây giới thiệu với anh em một cây chay nhá. Đó nè. Anh Tân ơi, cây chay này ở vườn mình lâu chưa nhỉ? Dùng một dây thì mình tìm ra để cho. Chay này vườn đã được mấy rồi? Được 1 năm rồi. Cái này nhiều tiền không ạ? Cái này có 15 triệu thôi. 15 triệu cây chay này nhá. Đấy nhá. Anh bạn ơi, anh bạn áo xanh ơi, đứng vào đây so sánh đấy để cho biết được cái chay nó to cỡ nào ấy. Đây nha các bạn nha, anh bạn áo xanh này là thân thế cũng to này. Đấy, đứng lên này chắc là gần vập vào cành đầu đấy. Đấy. Sáu tay. Đấy, là đấy. Vậy nó phải làm tờ... cái này quang cái cao khoảng tầm 3 mét nhỉ? Đến không? Đúng rồi, tổng chiều cao nó 3 mét thôi. Tổng chiều cao 3 mét thôi nha. Cái chay này đưa lên chậu thì hết ý rồi này. Cái này đó. Đang làm cây thị bên kia xong cũng được cái này. Đây này. Rồi rồi rồi, để anh em lại ghé qua cây thị nhá. Anh Tân đang muốn giới thiệu cây thị nhá. Đây nhá các bạn nhá, anh Tân cũng muốn giới thiệu với các bạn một cây thị nhá. Cây này anh đã đưa xuống cái thế siêu rồi. Trước mắt nó có 3 tay rồi. Vâng. Nếu mà thích trồng nó đẹp hơn nữa là trồng thấp xuống này tí này. Đấy, cho thấp xuống gì? Cho nằm rạp xuống à? Ừ, cho nằm xuống tí để. Đấy nha các bạn nhá. Một cây thị rất là to mà anh Tân đã đưa cái ngọn đi rồi. Hiện tại bây giờ chiều cao của nó trên 3 mét thôi. Trước nó rất là cao, khó vận chuyển. Đây, dưới gốc của to là đoạn này thì được 40, quanh 130 đấy. Quá hay. Chiều cao ở đây thôi. Cho là 2 mét. Lên 2 mét thì mình đánh gấp thấp xuống thì lên kia tầm khoảng 3 mét rưỡi là được rồi. Đấy nha, thị Nga Sơn nha các bạn nha, rất sai quả. Cây này năm ngoái quả nó rụng nia chia bên dưới này. Cây thị cao nó nhiều, tìm cây thị mà để tạo một cây nó thấp thì nó rất là hiếm ít. À, nó lại già nữa không? Từ đấy, đời. Bên sau còn xẻo bớt cái kia cho nó vuốt cái ngọn cho nó đẹp tí nữa. Đoạn nào cơ? Anh chỉ em xem. Đấy là bên sau là vẫn. Đây này, quay cho anh em xem nó to cỡ nào. Mình đang chờ nó khỏe là mình sẽ đánh đoạn này đi. À, đánh hẳn đoạn đấy đi. Đoạn này đi để mình trồng thấp xuống một tí là lấy tay ở trên kia cho nó côn ngọn. Sao bây giờ anh không kéo một cái tay nó nằm ra đi sau nó. Cái tay kia. À, kéo cặp tay bên trên nó đi. Khỏe rồi là kịp mà. Đấy, khỏe rồi, sau là sẽ đánh như đây. Đó. Đấy, để cho nó côn nhỏ lại. Cái này đã đó. Có ý tưởng rồi nhá. Tưởng này. Cái này thì nhưng mà bây giờ nếu có khách thì anh cũng vẫn chuốt đi nhỉ? À, có khách vẫn giao dịch. Cái này nó khoảng nếu mà bình thường cái người mà người ta không làm thế thì để này người ta chỉ cần cắt làm sao lấy cái bóng. Anh ơi, anh cây vú sữa nọ đèn ta quay tí nhỉ. Gửi tới anh em này bên kênh này cạnh này. Đây nha, giới thiệu với anh em đoạn cuối của video nhá, một cây vú sữa nọ đèn này. Rất là hay. Anh cũng đưa cái này về lâu rồi và đang tạo thế. Ở trước nó cũng cao khoảng tầm 4 5 mét nhưng mà thôi anh cũng đưa thấy nó bệ nó quá đẹp này chắc đưa về. Bệ cốt nhãn nhá, bệ nhãn nhá. Đấy, lên thì đấy, tay rồi. Cũng định vị rồi đấy nhưng mà thôi nó đang còn nhỏ chưa hoàn kỹ được. Cái này nhiều tiền không anh? Đang còn nuôi nhau khỏe. Đấy, cái gốc này thì hiện tại bây giờ những nguyên này thì để thì vẫn khoảng đâu ấy thôi. 20 triệu thôi nha. Sau này thì nó khác. Sau này thì nó thân thế nó khác rồi. Mình cũng
xin dừng video ở đây để chuyển sang video tiếp theo. Các bạn yêu mến kênh Trung Bonsai thì hãy nhấn đăng ký ở bên dưới để ủng hộ cho kênh Trung Bonsai nhé. Xin thân ái chào tạm biệt.